Bình thường những cái hãng khác nó sẽ thêm ngấn 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 kìa. Nhưng mà đối với Android thì cái hệ kính Fast V nghĩa là Variable Assist System thì nó giúp cho mình có thể ở một cái vị trí nào buông ra thì nó sẽ giữ cái đó luôn. Đó là lý do tại sao mà Vinh lại lựa chọn Arai và Vinh đã thay đổi qua Arai Vinh dùng là vậy. Kính cũng nhiều, thay đổi kính cũng rất là nhanh. Nhiều cái đó mình lựa chọn, rồi size, rồi màu, rồi những cái mà về cái phong cách. Đó là lý do đó bạn. Trời, tiếc quá trời đậu thiệt. Hello các bạn, nay bên em đi vô quận 2 qua bên khu Thảo Điền để mà gắn đồ, gắn kính Arai. Đó, hai cha con dễ thương ghê chưa. Ha ha. Khu te ghê. Tốc độ không vậy các bạn? Giống xe Honda quá mà không biết chi gì. Stick hả ta? Chứ giờ không biết đang chạy nhiều luôn. Cái trình Vinh nó chưa tới mức đó vậy. Đi học ba chở tới trường với ngầu chết. Mấy bạn bu lại cho ba bạn có mô tô ha. Ba bạn đi mô tô ngầu quá trời ơi xuống. Thêm 1-2 tuổi nữa mới bắt đầu mê. Chắc còn hơi bé à. Vợ mình thích con trai là vậy á. Vợ mình lại thích con gái. Thank you.
bạn thích cái style bắp phai cũ hay là mới? Đó, bụp tua cao hay là thích chạy tua thấp nữa nổ rồi. Trời, thích cái style nào không? Này chắc cái gọng sơn nó hơi tròn quá. Chưa review dạng thắng luôn, nãy giờ lo chạy không à. Cái dạng thắng này thật sự làm mình tự tin rất là nhiều. Mình dám chạy nhanh hay không á là do cái thắng xe mình nó có tốt hay không, chứ không phải là các bạn cứ leo xe là bạn chạy dặn hết ra là tất nhiên là xe nó sẽ đạt được cái tốc độ đó rồi. Nhưng mà vấn đề là thắng lại như thế nào kìa. Cho lính mình chạy trước mà không biết nó tới trước hay tới sau nữa, hôm đó chạy cũng kinh lắm. Biết tới chưa? Hôm nay cũng khá là kính lịch các bạn. Giờ mình xuống đây mình lắp. Mình lắp xong mình sẽ ra mình review heo thắng ha. Xong rồi chúng ta sẽ có thể là sẽ đi về nhà làm clip. Về nhà làm clip xong rồi tầm 2 giờ mình chạy đi quận 12 để cho kiểm tra lại cái dàn phun. Chúng là cũng kính lịch đó. Thỉnh mình vô tới rồi. Yeah. Hello anh. Dạ. Nhận kính pass. Cái nhận kính pass của mình là nó có hai cấp độ ha. Ở đây thì nó hơi cứng xíu này. Cái này là mình phải chỉnh lại xíu. Nếu mà muốn cho nó mượt á thì chỉnh lại xíu. Thì cái này là cấp độ 1 nè. Thì về cơ bản là mình đẩy lên không được nè. Mình phải móc ra để lên đúng không? Đây là cấp độ 1 thôi. Cái này mình setting luôn. Bình thường không phải bình thường thì cái cơ chế nó là như vậy, do đó là Vinh là có thể là khi đang chạy đóng xuống cái thôi là đủ xài rồi. Rồi sau đó là nếu mà chắc chắn thì tốc độ cao thì mình ấn cái nữa và khi mình mở là đẩy lên đủ rồi ha. Thì cái này nó tinh chỉnh bởi vì nó có cái khớp ở trên trong và nó có cái con góc bên đây, do đó mình có thể xê dịch nó tí. Rồi thì cái kính này là kính pro xe, là cái kính này không bán cho hơi bên thứ ba. Còn cái kính của mình đang xài là kính zoom của RSBX luôn, là con Max Vision. Thì mình có, nó là một trong những dòng kính mà Arai bán bản quyền. Do đó họ sẽ có nhiều màu. Nó có nhiều màu khác nhau, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Và đặc biệt là có cả bản gọi là nổi màu luôn. Ở đây vừa mới về cái loại là nổi màu. Ra nắng nó đổi luôn giống Soe, mà cái bản gọi là Consistent của nó. Thì cái Rosette này nó là không bán bản quyền. Do đó rằng là nó cho người dùng là ba cái option màu như thế này. Và chắc không lấy màu này quá. Đó thì cái màu đó là nổi bật nhất, và đặc biệt là lên cái màu đen này là tuyệt vời nhất. Đó thì nếu mà mình bình thường á là anh em mua cái này thì phải dư ra một cái kính đen. Do đó là mình sẽ không mua cái này. Mình sẽ mua một cái bản base
như thế này. Wow. Nó sẽ có cái option riêng chứ không phải là mình tháo ra lắp cho khách, do đó là nó còn nguyên siêu đầy đủ cho mình. Cho nên bắt đầu là mình tưởng là phải mua cái này nè các bạn, xong rồi mình mới bắt đầu mình mua thêm option như vậy thì nó không dùng đến thì nó cũng phí lắm. Đúng. Mà mấy cái này thật sự cũng mình để bán cho người khác thì cũng không biết khi nào mới bán. Đúng rồi. Thì nói chung là ở đây thì vẫn có cái option kính Duck Smart cho anh em thay thế. Tại vì không phải ai cũng thích cái màu chán gương lại, nhiều khi người ta lại thích là và mình phải có được. Mình phải nó dễ chạy nó mới thấy gì. Nhưng mà nếu mà chụp hình lên thì cực kỳ tuyệt vời. Với em thì quan trọng là em đổi là để ở đây thì Vinh có thể xem qua để test cái màu của nó. Cái gam màu tại cái chán gương, mỗi cái chán gương sẽ ra một cái gam màu khác nhau. Nhìn thì màu nó là màu xanh nhưng mà nhìn vô thì nó là màu già. Thấy sao tối quá, đây qua tới hai layer lận mày. Này là màu màu vàng nó mát mắt hơn. Được. Đây, tới đây cho các bạn coi. Màu vàng nó mát hơn chút. Nè, em để sát luôn, em để cái lens, cái camera sát luôn. Cái này đây là lens vàng nha. Thì là cái này là cái mà mình sẽ thấy nè. Rồi, cái này là cái lens xanh. Nó vẫn còn cái độ chói mà, thấy không? Em lấy focus cho mình. Nó hơi chói, bạn thấy cái tòa nhà cho đó nó hơi chói mà không lại vô cái nó mát liền. Ok, lấy em cái màu. Ok. Giờ sẽ lắp cái này cho Vinh luôn ha. Ngoài ra thì do đây là cái hệ Rosen và nó bản chất là nó xài trên một cái kính của Mac Vision. Tất nhiên nhiều anh em nói rằng là bây giờ tôi có cái kính này rồi, tôi lắp thêm cái này vô được không? Thì không được. Tại vì nó là một cái hãng kính riêng vì nó đã bắt cái ốp này, cái trong đây của bạn học rồi. Thì cái vấn đề ở đây là hỏi bên trước là mình có lắp cái pin lock hay không. Không. Đó, có nghĩa là mình không có nhu cầu lắp pin lock nhận được đấy. Không nhu cầu. Rồi. Giờ mình sẽ lại bình thường mà có mưa cũng dừng lại. À, dạ. Yeah. Mắt em mổ á cho nên không được khỏe như là còn xuôi cận là thôi mưa là chịu. Có gắn pin lock cái gì đi nữa mà cái mặt cái đúng rồi, của em nó vẫn bị dạ. Thì thường người ta phải bôi một cái ở bên trong. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó quá là mệt, nó quá là đúng rồi, là lĩnh kỉnh đây thì thôi. Đó là một cái gọi là rào cản của cái xưa em xưa cũng thử nhưng mà mỗi lần bôi nó vô xong là phải đợi cho nó khô nữa, không khô là nó có cái hơi á, đúng cái rồi. Hơi nó rất là khó chịu. Thế là ok, mình bỏ heo đi mổ mắt luôn. Cái kính này thì là kính của mình thì sẽ bỏ lại cái kính zin của mình cho anh ha. Thì chúng mình sẽ lột siêu sau. Dạ. Okay. Thật ra mà nói là mình dùng rất nhiều nón rồi, full face nhưng mà kính màu trắng không bao giờ dùng. Không hiểu tại sao. Rồi mình thử cái kính này thì do là cái hãng kính Fast, nghĩa là nó giúp cho cái người dùng mà người ta sử dụng cái kính này nó khác với lại những cái hãng khác. Nó khác là nó theo từng ngấn luôn. Bình thường những cái hãng khác nó sẽ theo ngấn vậy. Dạ. Nhưng mà đối với Arroy thì cái hệ kính Fast V nghĩa là Variable Assist System thì nó giúp cho mình có thể ở bất kỳ vị trí nào buông ra thì nó sẽ giữ cái đó luôn. Hay nên vậy do nó bị như vậy do đó là người ta sẽ đi kèm với mình chai silicon. Mục đích của nó đó chính là tra vào cái khớp này để bôi trơn để cho mình mượt mà hơn khi mình thao tác chứ nó không có bị cứng. Dạ. Thì bình thường mốt mình tự làm cũng được luôn. Thì khi nào mình thấy nó cứng thì mình sẽ tra vào xung quanh cái lõi đồng này bằng cái chữ C này ha. Okay. Mà thằng Arai này sao nó làm những cái mà về những cái tài liệu trên mạng nó lại không làm tiếng Anh nhiều hơn? Nói chung là nó thật ra là có. Nếu mà mình xem ở trên những cái trang chủ về Arai của UK thì mình sẽ có rất là nhiều. Bữa giờ lướt toàn ra tiếng Nhật. Đúng rồi. Lên tiếng Nhật thì họ cũng không có đề cập nhiều đâu. Đúng nhưng rồi. Mà khi ra thị trường nước ngoài thì họ sẽ nói nhiều. Tại vì mỗi lần vô em tìm xong thì nó lại dẫn vào một cái trang manual khác nữa, không phải là giới thiệu. Ok. Cho nên mấy bạn mới sẽ hơi hoành. Đây thì kiểm tra cái phần này. Cái này của mình nó hơi cứng bởi vì cái vị trí này nó chưa chuẩn. Dạ. Thì bây giờ Vinh có muốn chỉnh lại cho nó mượt mà không? Dạ, em cũng không biết là nó chỉnh được luôn á. Rồi. Cái này phải chuyên nghiệp các bạn chứ nhiều khi mò mình cũng nhát tay mình không biết là mình có làm đúng không, cho nên phải có một người chuyên nghiệp như vậy thì mới làm được.
tương đối chứ nó không cứng như vậy đâu, mà cũng không được nhẹ quá đúng rồi. Quan trọng là nó cũng vẫn phải đảm bảo cái phần trên đây nó sẽ vẫn áp vô tương đối để nước mình cũng đỡ vô khi mà trời mưa. Tuy nhiên là cái này nó không chống mưa tuyệt đối, cho đó là mình cũng không có gọi là chính xác quá được, chắc chắn 100% được, trừ khi mình xài cái dòng kính cao cấp nhất. Thì tất cả những cái phụ kiện bên trong này của Arai thì mình sẽ thay thế được trong tương lai. Nhưng mà mình thấy nó hiện rộng luôn. Cái kính Ray thì bao nhiêu để cho mấy bạn tham khảo chụm dòng Ray. Cái kính Ray này thì giá bên Blue Review 2m thì đang có giá là 2950. Dễ thở ha. Nói chung là nó là end game. Và gần như là những anh em nào mà đi đường trường tại Việt Nam, và đặc biệt là mùa mưa là gần như xài RX hoặc là những dòng full face, thì họ sẽ đều sử dụng cái kính này. Còn process thì họ sẽ hạn chế lại, họ sẽ sử dụng trong mùa khô hơn. Và buổi tối thì họ có thể mở lên và đi đêm được. Ai mắt yếu là phải có cái này đó. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì mình dùng cái loại cũng không phải chán gương hẳn, nhưng mà nó bị một cái là nó có cái lớp màu để đi ban ngày á, ngược cái đèn xe tải ngược lại thì nó bị ánh lên hơi khó chịu thôi. Hay hết. Bữa anh lấy cái clip đi 900 cây quay đầu thì cũng hay quá ha. Ừ, đó là một cái hành trình cho những anh em mà đam mê lái xe, chứ không chỉ có mê chạy thôi. Chạy thì không. Đó thì ví dụ như mà khi mà thao tác vào thì nó cũng chưa mượt thì mình phải chỉnh lại. Đôi khi nó không phải là một sớm một chiều, một phát ăn liền. Nếu mà sau này thì có thì nên thủ một cái đồng xu dạng ngắn thì nó sẽ đỡ hư cái ốc mình hơn. Nó đỡ tè đầu đúng không? Đúng rồi. Tại vì ốc này của Arai đều là nhựa hết. Để cho nó nhẹ nhất. Chi tiết cái detail nó tốt. Ok. À cái này là để cho mình đẩy mình đúng rồi. Rồi, khi mình cầm thì nó sẽ an toàn cho cái kính của mình. Dạ. Đấy. Và sau này là mình xài thì sau này anh em xài nó full face á, tất cả đều cầm trên đây hết. Đúng rồi. Thì nó sẽ thao tác nó hay hơn. Là việc là nhiều anh em thì cứ cầm vô cái mặt kính kéo xuống thì nó hơi bị dơ. Và lúc đó anh em lại muốn lao, và lúc đó lại không chạy có cái không? Đồ nghề để lao nữa thì nó lại chạy. Thì đó là lý do tại sao rất nhiều kính nó xuống cấp là như vậy. Một bên thôi, một bên đúng rồi, lên thành một bên đúng rồi. Ok, nó sẽ có bạn này. Đó. Cái xe nó cũng đã hơn. Phía bên trong luôn để chống cái việc là mình lắp thêm cái pin lock. Tại vì thật ra nói với anh em á là không phải chỉ là cái mục đích sử dụng pin lock không, mà là nhiều anh em lắp pin lock để chống chày mặt trong. Thì để cho mình sau này mình thay pin lock là có thể là cái mặt trong nó vẫn hoạt động tốt. Cái này thử đưa tay thử thách rider xíu. Thường thì anh ít khi nào lột siêu trước cho khách hàng hết. Dạ, đúng. Thường để vậy luôn, lột để đánh vui vẻ xíu, vui vẻ xíu. Đó, một màu trong mặt. Kim quá nhiều. Ok, okay. Thật ra cái cảm giác nó thích lắm. Mình cũng xem review rồi, cũng trải nghiệm rồi, nhưng mà để mà đập hộp một cái món nó mới tinh, rồi mà bắt đầu mình thấy được cái cách mà họ hướng dẫn mình lắp các thứ thì thật sự rất là thích. Ara nó có nhiều cái để mà các bạn chơi lắm, có nhiều cái để mà các bạn nghịch lắm. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà Vinh lại lựa chọn Arai, và Vinh đã thay đổi qua Arai Vinh dùng là vậy. Kính cũng nhiều thay đổi, kính cũng rất là nhanh. Rồi nhiều cái để mình lựa chọn, rồi size, rồi màu, rồi những cái mà về cái phong cách. Phong cách kiểu như là thời trang mình cũng thay đổi được. Nói chung là
lý do đó bạn. Mình đã dùng cái Mister quá lâu rồi, lắp ra là mình cũng hơi chì. Mustang mình cũng bị chì á, thử là mình thay đổi nó thích lắm mà nó êm. Gắn mình ghét cái Mister ở cái chỗ là gắn cano nó bị cứng, cái đó là cái mình ghét nhất trên đời luôn. Cứng cái lỗ tai rất là khó chịu, và Mister là dòng nón ray cho nên nó không quan tâm đâu các bạn ơi. Mấy bạn bị kể bạn ai kêu rồi lấy nón ray đi 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 lấy cái nón ray đi đem đi touring làm gì. Ủa mình nhớ đây có tiệm có cái tiệm bán mì heo quay đầu đường quá, mình chỉ quay được trong khu này thôi chứ quay được ở đâu nữa. Đây có quán cà phê. Mà đã chán một cái dòng nón hoặc là đã không biết thay đổi cái gì thì cứ arrive mà bấm cho Vinh. Tại vì các bạn thấy là Vinh dùng một cái nón, Vinh đội một ngày á, trong vòng một ngày 24 tiếng Vinh dùng một cái nón Vinfast rất là nhiều. Mà bây giờ không thể nào mà mình bị cứng tay mà mình khó chịu và mình chấp nhận được. Không phải là mình lỗi cái nón này là mình chê nón cũ, nhưng mà thật sự là mình vẫn rất là yêu Mister các bạn. Thì Mister nó quá đẹp đi, nó đẹp nhất rồi. Nó là đẹp nhất luôn á, thật á. Chưa có cái nón nào mà đẹp qua cái nón Mister. Nhưng mà vì mình dùng mình bị đau nên mình phải đổi thôi chứ đau lòng lắm. Bốn k có không? Máy em nó quay 4k không? Lâu đi. Xương cả nhà cả khu luôn. Quay dọc đi Tùng á, quay dọc. Mình tìm chỗ quay review vài tháng trước. Bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn vào vlog ngày mai.
vibe is on something mystical. I don't say shit my spirit do. Ain't no telling you what he might do. Write the songs and he real too. Trap jumping, it's a rage cage. Short circuit in the mainframe. Bet I be on a